À, cho nên vì vậy mà cái người nào mà cái nghiệp mòn thầy dạy cái họ tác ý cái hết liền. Cho nên vì cái tác ý đó nó hết bệnh, nó không phải là cái pháp tác ý mà cái nghiệp nó đã chuyển, đã chuyển. Còn cái pháp mà tác ý mà đuổi bệnh á, thì nó phải an trú rồi nó mới bệnh lui ra. Cho nên thầy bảo mấy con an trú rồi thì mấy con bây giờ nhức cái đầu mấy con an trú, mấy con tác ý an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh tâm hành, cái mấy con hít vô thở ra về cái đầu nhức đi mất. Tại vì con an trú được ở trong hơi thở, con quen rồi, con tác ý cái bắt đầu mắt lạnh như tư gì định thôi rồi. À, thì rõ ràng ta an trú được, ta tác ý người ta vô đó rồi thì cái bệnh nào nó còn nữa. Bởi vì thầy nói an trú là đuổi bệnh. Bây giờ mình chưa an trú mình đang nhiếp tâm, mà nhiếp tâm thì nó chuyển bằng cái thiện pháp đó. Con hiểu thầy muốn nói. Bây giờ mấy con hiểu rồi chứ gì? Chắc chắn mấy con hiểu rồi. À, cho nên mấy con thấy rõ ràng là cái ác pháp, cái cảm thọ vô thường, chúng ta chuyển bằng cái thiện pháp và chuyển bằng sự an trú của nó, rồi chuyển bệnh bằng cái pháp tứ thần túc. Tứ thần túc chỉ hét nó tiếng nó chạy, nó xách gói nó chạy không thấy đích, bởi vì thứ này là thứ lực lượng mạnh rồi. Còn cái thứ này là thứ tầm giọng gạt nhọn này, nó không chạy. Con hiểu không? Thì giờ cho nên vì vậy nó phải ráng tập, chuyên cần ráng tập để chuyển cho hết bệnh rồi chúng ta mới vào an trú. Mà nếu nó không hết bệnh con thì nó sẽ gặp cái ông bác sĩ nào đó nó cũng lại trị bệnh thừa hơi con thì nó cũng dẹp sạch. Bây giờ tôi hết bệnh rồi thì tôi ăn trúng được chứ sao? Con hiểu không? Con hiểu được thì ráng như vậy tập. Con tu thì bệnh này thì con thấy những đầu tinh đó. Những cái lúc mà con bị cảm cho mũi thì con tu thời gian trong vòng 15 hoặc 30 phút lên hết. Thậm chí có bữa đó con buổi tối 10 giờ con bữa đó cũng hay lắm, con mới mở cái đơn thùng con ra lấy cái nón, khi mà cầm cái nón đầu bị con buộc kẹt chết ngay đầu ngón tay nhất quá trình con mới nhất tâm và theo con thấy ý con đặt cái nón thấy ý con nhất trên thằng này thì trong vòng hơn nửa tiếng thì cái nhất nó bớt thì con mới ngủ được. Hình đó lớn đó là cái nghiệp nó ít. Thôi cố gắng về tập đuổi bệnh để mà tập nhiếp tâm cho được. Con bị rắn cắn hơn. Dạ không phải. Chứ ai? Từ ngày thầy dạy con tu với Phật phải lên niệm đây là niệm cái lời rằng mà rằng khi mà một sáng đã cuối. Anh ta vô anh ta ở ngay trong thân. Mà con 18 thì từ ngày đó chỉ có con 18 thì có 2 lần nhưng mà anh ta có nghe con quy định mà tính ra con thì bệnh vùng vang á. Mình tính là được làm lâu dài là mình là người hiền tú thì làm gì có chuyện gì nhé. Con tự vẫn bình thản nhé. Thầy dạy con thì hiện tượng là hiện tượng. À, con muốn hỏi thầy cái hiện tượng. Hiện tượng mà con rắn vào trong thất con á. Nó ở trong thất con. Nó là bạn bè con chứ gì. Nó là người thân của con chứ gì. Nó có gì đâu mà sợ. À, bởi vì tất cả những cái điều mình ở đâu là những cái người có mang cái nghiệp chung nhau, cho nên những cái loài vật mà xung quanh mình, rắn rít bồ cạp này kia rồi đó, đều là nó nằm ở trong cái nghiệp của nhân quả. Nhân quả đời trước á, mình cắn xé người ta thì đời nay nó rắn rít nó vô thất mình, nó cắn xé mình lại để mình trả quả. Vì vậy cho nên vì vậy mình chẳng sợ, mà mình không sợ tức là mình trả cái nhân quả của mình. Mình sợ nó không cắn xé đâu, bởi vì mình sống thiện, nó chuyển nó không cắn mình. Cho nên con rắn vào thất con nó ở, đó là nó có cái duyên nghiệp đời trước con. Cho nên vì vậy tại sao những con rắn khác nó không vô ở, mà con rắn đó nó ở. Nên nó có cái duyên nhân quả với con, cho nên nó ở mặt nó. Mà nếu mà con sợ hãi, con đập nó, tức là con tặng cái ác. Cho nên con không đập không gì hết, không đuổi, không xuôi hết. À, muốn ở, muốn đi, quyền nhà tao đó, chứ còn mày muốn ở, đi, tao không có cần thiết lắm. Do đó mình ở.
Còn nếu mà con có ngủ thì nó xuống cắn cổ con không sao, đừng sợ gì hết. Nếu mà nghiệp mà nó cắn thì nó đeo cổ cắn kệ nó, vui vẻ. Cho nên vì vậy mà chấp nhận, hiểu được nhân quả, không sợ một vật gì trên thế gian này hết. Mà mình không làm hại, bởi vì hiểu được nhân quả thì không làm hại con vật nữa. Con bù cạp nó vô trong thân mình kệ. Chứ còn thầy thấy có người lấy chổi đùa ra chứ ở đây lưới quế rồi chắc mà đập cắn. Con khoảng chút nó cũng đi rồi phải không? Mình không có duyên nó cắn là giờ nó đi gì. Dưới giả lại, cái mình thấy nó hay bị cắn mình đau đó, thì luôn lúc nào mắt mình cũng để ý nó hết, không dám rời. Cho nên nói chung đó là lưu ý đến cái đối tượng mà có thể gây ra cho mình đau đớn. Mình không đập, không xua đuổi, không này kia, nhưng mình vẫn lưu ý đó là đức cẩn thận. Mình thiếu đức cẩn thận, tức là tại sao mà có người á lại đạp con vù cạp nó cắn mình liền, hoặc là nó ở đâu trên mấy nhà nó rớt xuống cổ mình cắn liền, đó là cái nhân quả mình trả. Còn tại sao bây giờ nó rớt ở đâu mình biết, bây giờ tôi thấy đó, tức là mình với nó chưa có nhân quả. Cho nên vì vậy đó là cái đức cẩn thận của mình luôn luôn dè dặt cẩn thận. Ở thất mình giờ có con rắn, ở thất mình có con vù cạp, cho nên vì vậy thường thường mình đều tránh né trước cái sự đụng chạm của nó, chứ không phải mình xông pha, mình dặm đạp lên nó, hoặc là mình chọc tức nó, mình không có. Mình tránh né cho nó yên mà mình cũng yên. Đó là cách thức của cái pháp cẩn thận đối xử cả hai bên, cho nên mình không làm động nó cũng không làm động mình. Nhưng mà cái thời gian nó sống chung nhau để mà trả cái nghiệp trong cái thời gian đó, nó bởi vì nó làm mình động tâm rồi, nó có cái trả cái nghiệp, do đó thời gian nó hết rồi, nó sẽ đi mất rồi. Con cứ để đi, nó ở thời gian sau nó mất, nó đi, nó không có ở hoài với con đâu. Vì mà hết nghiệp rồi nó đi, nó hết cái nghiệp, cái duyên nghiệp chung nhau trong khoảng thời gian nào đó nó sẽ đi. Đó. Cho nên khi các con có nghe khi mà thầy tu ở trong cái thất của thầy ở đó, có hai con rắn nó đến ở trước cửa thất thầy, là hai con rắn mà thầy đã cứu nó ở dưới giếng, nó đến nó ở đó, tức là có cái duyên thầy đã cứu nó, cho nên nó đến khi mà cuối cùng rồi nó đi, nó nhả cho thầy cái cục ngọc. Thực thật là ngọc rắn có ấy con, có chứ không phải không, thầy thấy rõ ràng là nó nhả cục ngọc đó. Rồi từ đó về sau thì hai con rắn đi đâu mất không biết nữa, nên đi chỗ nào thì không biết nữa. Đó, cho nên vì vậy nó có cái duyên ở gần. Hồi đầu thấy nó lớn, nó còn vùng tay thầy nó lớn, rồi nó ở thì thấy cũng sợ, nhưng mà thầy nghĩ rằng mình tu hành mình sợ, do đó thì không sợ nữa. Rồi cuối cùng nó ở thời gian sau rồi nó nhả ngọc rồi nó bỏ đó rồi nó đi thôi, không có gì hết. Thì mấy con thấy cuộc đời tu hành của mình quá hạnh phúc, mình có làm ác gì đâu, cho nên rắn cũng không cắn. Mà rắn rớt dưới thì mình bị vớt nó lên, mà mình đâu có dám mà ôm rắn vớt lên đâu. Thì khôn hơn là thầy thấy lấy một cái tre về thì đút ở dưới giếng, rồi con rắn nó theo cái tre đó mà nó lên nó khỏi ở dưới nước, con hiểu không? Thầy cứu nó bằng cái một cái cành cây, với thầy thấy rắn thầy đâu có dám nắm nó. Mình đâu có phải là thầy bắt rắn đâu mà dám được. Cho nên vì vậy mà thầy cứu nó bằng cách là thì đưa nó cái cây xuống. Con mèo con chó nó rớt cái giếng thì thầy xuống giếng thầy bắt nó lên, chứ còn con rắn là thầy không dám. Nhưng mà thầy muốn cứu nó thì cho một cái cây xuống giếng nó bò nó lên. Còn con ở đây bây giờ nó vô nhà mình nó đâu. Thứ nhất là nó bạn đồng tu của mình rồi, mình đừng nghĩ xa hơn. Vì mình tu thì chắc có lẽ nó vô nó cũng học cách thức con tu tập, cho nên con tu tập cho nó thấy, để rồi nó về nó tập tu cái gì đó, gieo duyên đó. Mấy con thấy trường hợp đó đừng có sợ gì hết, không có cắn không có xé gì đâu, mà lỡ mà rắn cắn chết bỏ. Con trình thầy đi con. Thank you.
nó cũng có nhiều cái được, nhưng mà cũng có nhiều cái chưa được, nên là phải dạy thêm. Ví dụ như con 9 phần rưỡi thì khi khám thấy thì nó rất tỉnh giác, thì con có cái cảm thấy rất là an. Rồi có đôi khi con thấy 30 phút mà sau giờ có 10 phút rồi nó có cái trạng thái như là con lạnh toàn thân, cũng như là sinh sống như nước đá lạnh. Nhưng mà cái đó thì nó rồi một hai khi có lẽ là con sơ ý con cực chế quá rồi nó rơi vào coi rồi con cũng đứng dậy và con an với cảm giác để tôi bình tĩnh, tôi cứ hít vô để tôi bình tĩnh, tôi thở ra thì nó an, con ngồi lại vững thì coi như con được cái chứng phần nữa. Cũng còn xảy ra một hai rồi đầu khi thì về bạn thì nó xảy ra con nữa. Cái tâm con nó cũng thấy ngại khi vừa xảy ra thì nó nói đây là học thì cái câu hành trình tâm hành nó giải quyết rồi con ra lại an. Rồi có đôi khi nó quá an trú rồi con không dám kéo thêm một tiếng đồng hồ và chỉ gì nữa tới như thầy dạy. Đêm hôm thì tâm bốn lần thì đứa thứ hai cái nó quá an với con, một xin xin hỏi thầy con té nó tới tiếng đồng hồ rồi làm sao thì con trở lại 30 phút thôi. Nè, được rồi, tháng con. Bây giờ tháng trong cái thời gian tập luyện thêm cho nó thuần thục, nó được an trú một cách rất là tuyệt hảo thì thầy sẽ đưa vào cái tu tập tứ niệm xứ. Tu tập tứ niệm xứ. Bởi vì vào cái tu tập tứ niệm xứ mà nó còn một vài lấn cấn là nó sẽ mất tứ niệm xứ. Nó thí dụ bây giờ con thấy an trú là phải đặt thành vấn đề mình đang được tập an trú là mình tập ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà chưa phải ở trên tứ niệm xứ, cho nên nó còn lấn cấn một vài niệm là cái gì đó là nó sẽ làm mất tứ niệm xứ của mình rồi, tức là mình không bảo vệ được tứ niệm xứ. Còn nếu mà đúng là nó không còn một cái lấn cấn gì hết, đó là mình đã thấy suốt cái thời gian mình tu tập 30 phút mình nó thuần thục, nó không còn một cái niệm, không còn cái gì xảy ra nữa, thì đó là mình đã ở được trên tứ niệm xứ rồi. Mà được ở trên tứ niệm xứ rồi thì mình phải vào pháp tứ niệm xứ. Đó, như vậy cho nên vậy mà cái căn bản nhất là xét lại mấy con mà tìm mấy con cho đúng cách để đưa vào tứ niệm xứ mà hoàn toàn thì mấy con sẽ đạt được cái rồi, đạt được cái rồi tốt, bắt đầu từ đó mấy con tăng dần thôi, rất dễ dàng, không có khó. Chứ không kéo vô đó thì như bây giờ tăng lên một cái là khó khăn, tăng nhiều cái khó khăn. Thôi con 30 phút thôi con, đừng có tăng lên, dù nó an trú cách gì cũng đừng tăng lên, chỉ ở 30 phút là xả. Có đừng để tu tập, đừng có một cái niệm, đừng có lấn cấn một cái gì nữa hết, đừng có nghĩ đến cái bài học, cái giờ học gì nữa hết. Tất cả những cái đó đều là nhắc tâm an tịnh tâm hành. Còn nếu mà có cái cảm thọ gì ở trên thân của mình, tiếng mũi cắn thì an tịnh thân hành. Còn có hôn trầm thiền miên thì tác ý giới tâm định tĩnh, thì có bao nhiêu đó thì mấy con sẽ được an trú hoàn toàn. Mà an trú hoàn toàn mấy con không còn tác ý nữa thì đó là nó thuần thục rồi. Nó thuần thục thì bắt đầu vô tứ niệm xứ tu tập. Chỉ một thời gian nữa thì mấy con sẽ vào tứ niệm xứ là tu tốt rồi. Đúng là thầy, khi cái tâm nó dừng hết, nó lặng hết mà con cứ nghĩ con đang tồn cái câu thể cảm giác toàn thân gì không có tu đúng. Đúng, thì nó chỉ nhớ cái câu đó, rồi nó cảm nhận cái thân của nó, thì đó là mình đang ở trên tứ niệm xứ. Nè, con kính thầy không? Thầy, con xin thầy nhìn thầy có thể học con có thời gian dành cho sự lại thực phẩm tu mình ăn đủ. Giờ khi mà con ăn đủ thì coi như được bỏ tập về vấn đề coi như tâm về hơi thật, thì hôm nay con đã giờ thật ra thì còn nhiều nhà thì con có thể ăn đủ. Nhưng mà khi con mà thả thể bao giờ con thả thể xong thì có lúc không là con chỉ cần nắm hộp được nhiệt tình mà ăn đủ được, nhưng mà cục lúc á mà lên 10 phút hoặc 15 phút mà ăn đủ được thì thưa thầy vì sao mình lên trầm, có khi là trầm như vậy, có khi là ăn đủ rồi thì thấy nhưng mà tham tâm là thầy nó phải hoàn không thể hoàn ở cái trạng này thì là nó thấy thầy giáo của thầy của mình đang là không.
hiểu không? Tu tập gì nữa để cho nó còn, hiểu không? Khi nó còn cái chỗ mà nó, tâm nó không an trú thì tác ý câu an tịnh tâm hạnh, mà thân nó không an trú thì tác ý thân, còn cái tâm mà nó không được, nó còn không thầm thì nhiên nó thoáng thì tác ý để cho nó an trú, nó phá mấy cái đây. Thì nếu mà con tăng lên thì chuẩn bị những cái câu tác ý này, thì thấy cái hiện tượng nó muốn xảy ra thì con lo tác ý rồi, à, để phá cho nó trước, để cho nó kéo dài cái trạng thái an trú này ra cho hoàn toàn con phải đạt được 30 phút. Bây giờ con phải tăng lên đi, chứ đừng có ở cái thời gian còn ngắn, phải tăng để mà tu tập cho nó trọn vẹn. Còn nếu mà đã tăng rồi, mà đã tăng rồi 30 phút rồi mà nó còn lúc thì nó được mà lúc thì không, thì do đó thì lúc mà không được thì phải tác ý, thấy cái tâm mình không được thì tác ý tâm, mà thấy cái thân không được thì tác ý thân, tức là không được đây có nghĩa là không an trú, con hiểu không? À, thấy cái thân tâm của mình như thế nào thì phải sử dụng những cái câu tác ý, mà ba câu tác ý mà con đã học được để tác ý phá nó, để tác ý đem lại sự an trú cho nó. À, cho cái này thì thầy, khi mà mình chưa có an trú, cái đường hồng niệm mà có một cái an trú đâu thì đường hồng niệm cũng không, đúng rồi, lẽ đương nhiên là an trú một khi chưa an trú mà vọng niệm vô thì an trú không có được. À, lẽ đương nhiên là vọng niệm vô thì an trú sẽ được. Vì vậy cho nên mà cái câu tác ý mình để nhắc. À, con thấy bây giờ chưa an trú thì phải dùng cái câu tác ý nha. Hãy mình nhắc nó an trú rồi thì không tác ý nữa. Chứ không phải, bởi vì nó có cái phương pháp. Tại sao Đức Phật lại dạy cho mình những cái phương pháp an tịnh tâm hành? Thấy bây giờ sẽ có vọng niệm thì phải nhắc cái câu tác ý an trú, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết vô an tịnh tâm hành, tôi biết. Rồi bây giờ nhắc lại còn thấy vọng niệm nữa, lại nhắc nó chưa an trú, cho nên nó mới còn vọng này. Nhắc chừng nào nó an trú rồi thì con thấy. Mặc dù là con có thể suốt một cái thời gian đầu có thể là 15 phút rồi bắt đầu vô an trú được, thì sau này con thấy 30 phút, 15 phút sau nó nhanh chóng đó, nó an trú được rồi. Còn nó chưa được thì phải tập an trú nữa. Phải nhắc an trú chứ, để không nhắc an trú là sao an trú được. À, mình cứ thở ra thở vô nhiều hoài mà không an trú để chờ 30 phút mà nó cứ niệm không thì coi như là con trở về pháp nhất tâm rồi, nó có ở trên này được không? Cho nên vì vậy đó thì con phải nhắc nó an trú. Nhắc an trú để cho nó an trú nữa, nhắc an trú bởi vì nó còn một vài niệm, mình phải nhắc an trú, mình thấy nữa, mình phải nhắc an trú để dẫn dắt nó an trú. Ví dụ bây giờ mới vô đầu con nhắc, sau có bữa con nhắc một lần để nó an trú, còn có bữa thì nó không an trú, thì có bữa nó chậm là tại vì mình chưa xả hết cái tâm mình đâu, cho nên nó chậm chứ chưa an trú được, cho nên mình nhắc kéo dài. Ví dụ như bữa nay sau mới đầu tiên chừng 1 phút 2 phút là mình nhắc an trú vô rồi, còn bữa nay sau tới 15 phút mà chưa an trú, thì 15 phút này là 15 đang ở trên cái pháp tác ý để dẫn nó an trú. Khi nó an trú được rồi thì mình mới tản ra không tác ý. Con nghĩ chỗ đó chưa? Thầy, mấy lâu nay con nghĩ rằng là có cái tạp thì một lần thành thử ngồi tạp thì để cho là tâm nó an trụ, mà nó không có an trụ nó cứ vòng điện thành thử con cứ để hoài, nó vòng điện hoài. Đúng rồi, cho nên mình tác ý một hơi cái nó an trú. À, thì bắt đầu nó ăn trú là nó chịu ăn trú là thì tâm nó ăn trú thì nó không niệm lập, mà thân ăn trú thì không đang nhớ rồi, mà cái thân tâm ăn trú thì thân không cần gì nữa rồi, con hiểu không? Cái ăn trú rồi thì lấy kia hết, mà chưa ăn trú thì phải ăn trú, mà giờ bây giờ nó đang còn vọng niệm nè, thì coi chừng nó đang có không cần tự nhiên nè, hễ vọng niệm mà nó hết rồi thì coi chừng cái không cần tự nhiên nó tới á. Hai cái thằng này nó thay phiên nha, mà nó ăn trú được rồi thì hai thằng này chạy thế có chạy mất hết rồi. Nếu như vậy cái pháp tác ý mà thầy cho 3 câu đầu đó, có nghĩa là vô tác ý rồi mình hít thở mình thử coi, mà giờ nó không chịu an trú thì nó phải có vọng tưởng gì, mà nếu không vậy thì ở trên cái pháp nhất tâm của mình nó không trọn vẹn rồi. Mà do đó thì cho nên vì vậy đó, mình ở trên pháp an trú thì mình sử dụng tác ý an trú. Cho nên tác ý an trú, con ví dụ con tác ý một lần mà con vào an trú rồi thì 30 phút còn không quá nhiều, mà con tác ý một lần nó chưa an trú thì con tác ý lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì cho nó ăn trú cho được. Và thầy là khi mình tập thì khi nào nó ăn trú xong không? À, mà ăn trú xong. Bởi vì con là người biết ăn trú rồi, thì cho biết cái trạng thái đó rồi, cho nên con biết ăn ta ý ăn trú thì vô. Còn bây giờ mấy quý vị người ta chưa biết cái trạng thái ăn trú, cho nên người ta ta ý một lần rồi, nên người ta cứ hít thở theo cái kiểu mà nhiếp tâm của họ mà không cần ta ý nữa. Do đó cái hít thở im lặng cái nó vô ăn trú. Còn con bây giờ an trú rồi, biết cái trạng thái an trú rồi, mà bây giờ tác ý một lần nó không an trú, phải tác ý lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cho nó an trú thì an trú mình vô được rồi.
Con hiểu, con hiểu rồi. Dạ, dạ. Dạ. Cho nên vì vậy mà cần thiết cho mấy con phải nhận cái đó trước, nhận cái tạm ăn trước trước. Rồi con đó mới sử dụng cái vô tập ý đó để cho cái thân mình ăn trước. Đó, thì con hiểu rồi, thì bây giờ con là người đã nhận được ăn trú. Còn có nhiều huynh đệ ở đây chúng ta chưa nhận được ăn trú, thì chúng ta tắt ý một lần rồi chúng ta cứ hít thở, hít thở. Mà khi hít thở mà nó im lặng thì nó phải hiện ra cái trạng thái ăn trú. Con hiểu không? Mà khi hiện ra trạng thái ăn trú rồi thì bắt đầu giờ họ biết rồi. Thì biết rồi thì bây giờ tắt ý cái mà nó không vô. Mà giờ nó có vọng tưởng thì phải tắt ý nữa, vọng tưởng phải tắt ý nữa, tức là nó chưa ăn trú. Họ phải tắt ý ba cái đề mục này. Mà ví dụ như bây giờ cái họ cái tâm họ nó có niệm thì họ phải tác ý cái câu an tịnh tâm mà thôi, chứ không có tác ý mấy câu kia đâu. Mà giờ thân họ nó có cảm thọ gì đó họ phải tác ý, bởi vì nó có cái cảm thọ thì nó là sao an trú được. Cái thân cảm thọ thì cái tâm nó cũng mất an trú rồi, nó không có niệm. Nhưng mà cái tâm mà nó khởi niệm thì cái thân nó cũng không được an trú thôi. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó, khi một ở trong thân và tâm này nó có một cái niệm của nó thôi, thì coi như là phải tác ý câu an trú cho đúng thuộc về tâm hoặc thuộc về thân một câu thôi, để cho nó đưa cái chỗ thân đó nó an trú, thì cái tâm nó sẽ an trú vô. Mà khi mà người nhận được đó an trú. Rồi má mẹ của con, thưa thầy, cái thân con nó có bệnh, con tu chưa đến cần thì mà con cứ đuổi bệnh hoài mà nó không đi, thì em có cái pháp nào dạy con? Bây giờ cái thân con có bệnh, thì bắt đầu đó con dùng cái hơi thở, con dùng được cái hơi thở không? Có rối không? Hơi thở con hít thở nó có bị mệt, bị tích ngực được không? Dạ có. Có hơi thở. Dạ. Con sẽ dùng cánh tay, cánh tay đưa ra đi vô nhẹ để tránh về cái nồi. Mình có thân hình nội. Thì cách thức như nãy giờ thì dạy thức thức toàn. Con theo cái pháp đó, câu tác ý thì cũng tác ý đủ bệnh. Con cứ ôm chặt cái đó mà tập nhiếp tâm trong cái tác ý đủ bệnh. Thì khi mình nhiếp tâm được 30 phút rồi mà cái bệnh chưa hết, thì thầy sẽ dạy tới cái chỗ an trú tâm. Mà khi an trú được một an trú thì nó chừng trong một phút thôi thì cái bệnh nó cũng đã đủ rồi. Bởi vì nó còn bệnh thì nó khó mà ăn trú. Thì bây giờ phải nhiếp tâm chưa được, chứ nhiếp tâm chưa được là sao tôi đạt được ăn trú. Cái thấp thấp mà chưa được thì có cao kẹo hay sao được. Còn nghĩ giờ bây giờ về dùng cái câu tác ý đuổi bệnh rồi mà nhiếp tâm. Còn vậy thôi. Mà giờ bệnh không hết mà nhiếp tâm được thì mà tới cái giai đoạn này là ta sẽ dùng ăn trú và đuổi bệnh. Thì rõ ràng là mình cũng sẽ đuổi được đó. Con hiểu chưa? Dạ thưa thầy, là tác ý liên tục ạ. Tác ý cứ mỗi cái hành động vậy đó, tác ý là cái không. Dạ mô liên tục. Cứ em đưa tay ra thì tác ý đuổi bệnh rồi mới đưa ra. Thân con bệnh thì tác ý rồi thì đưa tay vô. Có vậy đưa ra đưa vô. Nhà nào cũng không có bệnh mà dùng thuốc thần mà trị bệnh thì hay quá. Dạ thưa thầy, còn đi kinh hành thì có tác ý rồi bệnh có chứ. Bởi vì mình có bệnh mà. Do đó thì thân bệnh này, cái bệnh gì đó, theo chân trái bước, theo chân trái bước mà ra thì con sẽ bước chân trái, theo chân mặt mà ra thì con bước chân mặt. Thì cũng như mình tác ý chân mặt bước, chân trái bước vậy đó. Cho nên vì vậy đó con tác ý theo cái đó để cho nó theo cái chân con nó ra. Tai nó theo ra tai mà chân nó theo chân. Vì trong khi đó mình tu thật như vậy là cái mục đích mình để phá không thành thì nhiên. Cái mục đích của mình là đi là phá kinh hành, mà cũng là tập nhiếp tâm để sau này an trú. Thành ra vừa tập pháp đó để đuổi bệnh mà vừa nhiếp tâm, mà cũng là để chuẩn bị cho mình đi vào an trú sau này. Căn bản thì mấy con sẽ làm được hết. Mục đích của mình nhắm vào đó con biết không? Sinh già bệnh chết, mà hiện giờ thân có bệnh không? Mà thân có bệnh là một chướng ngại khó tu. Cho nên Đức Phật nói có năm pháp khó tu. Năm pháp khó tu. Một người có thân bệnh là khó tu. Một người mà không có trí tuệ ngu si là khó tu. Đức Phật nói rồi là có năm cái pháp khó tu. Cho nên vì vậy mà thân bệnh là cái khó tu. Muốn cho thân không bệnh, người ta không có bệnh là người ta có nghiệp, có tu dễ. Mình có bệnh là cái việc khó. Cho nên có cái phương pháp để đuổi bệnh cho mình thoát ra khỏi cái năm điều khó tu.
thì nó mới được giáo tu rồi thì nó sẽ tu được. Mình biết như vậy rõ ràng là phải ráng ráng cứu mình đó. Mà đuổi bệnh là một cái pháp khó chứ không phải dễ. Cái nghiệp nặng đó, cái người bệnh mà vào tu là cái nghiệp nặng đó mấy con. Chứ không phải nhẹ. Người ta tại sao người ta vào tu chứ thân người ta không bệnh, còn khi mình tu mà tạm thân, ai cũng có tham sân si, nó ngầm ở trong đó ngủ tiền cái ai có. Nhưng mà tại sao mình còn thêm cái bệnh, tức là cái nghiệp mình đang trả này, còn người ta nó cái bệnh nó còn đang ở đó chứ nó chưa có hiện ra, cho nên người ta cũng sẽ trả. Nhưng mà sau này mà giờ đang tu mà cái bệnh người ta không có bệnh thì người ta dễ tu hơn rồi. Mà ta tu rồi thì nó lại chuyển cái bệnh nó lại mất đi. Còn mình bây giờ đang hiện bệnh thì cái này phải đuổi cái bệnh này. Cho nên vì vậy mà lấy cái phương pháp của Phật để cho mình tập luyện, để cho từ cái chỗ cái pháp đầu tiên căn bản này đến cái chỗ mà an trú để cho bệnh hư, làm cho chúng ta cái tâm của chúng ta nó hoàn toàn nó bất động được, nó không có còn thân tâm bị động nữa, thì chúng ta mới bước vào tu một xíu mà chúng ta tu tập nó mới căn cứ vào đó 7 ngày 7 tháng 7 năm 9 năm. Con thấy Phật pháp nó rất là cụ thể rõ ràng đó. Để tránh tu con. Giờ tới Kim Quang con. Cái này là của con không con, hay là của con? Dạ con viết giùm cho bác Minh Hòa. Dạ con hỏi thầy coi, không biết những lời thầy dạy bác Minh Hòa con ghi lại có đúng để bác nhớ. Bác nói là bác về đến chỗ ngồi bác quên hết. Dạ con. Rồi con. Dạ. Còn phần con gái tu con 21 thì lâu vô tứ niệm xứ. Thầy thấy mà tu tứ chuyển cần mà nó xả hết rồi, thấy mất 30 phút hoàn toàn nó bất động, không niệm không cần gì hết, nó không có gì hết thì nó đang ở trên tứ niệm xứ rồi đó. Sau khi vô tứ niệm xứ rồi thầy chỉ cho cái cách thức để mà cái dài cái trạng thái đó, cảm thấy bất động thanh tạng như thế thì nó sẽ tới cái lúc nào đó, thì cái thời gian quy định của nó đến lúc nào đó thì tứ thần túc, để cho mình có đủ cái nội lực tứ thần túc, nghe cái danh từ nghe nó ghê cái sự thật ra không phải trong thân chúng ta nó có cái lực, chúng ta rèn luyện cái lực nó để có vậy thôi. Bình thường cũng như cái lớp thấp rồi hoặc là cái lớp cao hơn chút vậy thôi, chứ không có gì mà hay ho gì, mình phải cố gắng tập chứ không tập thì tới, hiểu không? Rồi được rồi, con viết cái này cho bác Hòa để thầy xem là thầy sao mà cho bác ở đây mà tự học. Được rồi, con viết như vậy đúng rồi. Rồi, dưới vậy thì được rồi, cũng sẽ sao để đó là đúng rồi. Thăng thêm vào một mặt đó. Con có tình cho thầy biết không? Một phần là cái lão con mới vô. Vô. Bây giờ con mới vô thì con tập rèn luyện cái pháp nghị lực con. Mới vô thì tập, con đi 10 bước, rồi con ngồi xuống con hít thở năm hơi thở. Rồi con đứng dậy con đi 10 bước ngồi xuống hít thở năm hơi thở. Tập như vậy trong 30 phút ráng cố gắng, thấy nó nhọc nhằn con ráng cố gắng cho đúng 30 phút thì thả nghỉ. Con tập vậy. Dưới giả lại con tập cái pháp nữa. Khi con tập 30 phút vậy rồi thì bắt đầu con thả nghỉ chứ con đâu có tập liên tục được. Thì con tập cái pháp con ngồi lại. Con ngồi lại con nhắc tâm con, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Con nhắc cái câu đó đó. Rồi con ngồi lại, con xem tình ở trong đầu của con, coi có cái niệm gì cũng ra không. Con có cái niệm gì đó, con đem cái niệm đó, con mổ sẽ con quán xét nó. Coi nó là ái kiết sử, hoặc là cái niệm thân, niệm phiền não, niệm lo lắng, niệm thương ghét gì đó. Tất cả mọi cái niệm đó, nó có niệm thiện, niệm ác ở trong đó, chứ không phải là toàn thiện hết đâu. Cho nên con mổ sẽ, mà khi niệm thiện á, thì con ví dụ như nó nhớ lại những lời thầy dạy là niệm thiện, nó nhớ thập thiện là thiện, nó nhớ năm giới, nó nhớ những cái bài pháp của Phật dạy, những cái điều lành đó là nó thiện, thì con nói tao biết rồi, tôi không có lời đây mà lãi nhãi nữa, từ đây về sau không có vô ba cái này nữa nha, tao hiểu rồi, không cần nhắc nữa, đi đi. Con tác ý một câu như vậy cho cái những cái niệm thiện nó đi, và đồng thời các cái niệm ác thì con mổ xẻ nó ra. Như bây giờ nó khởi một cái niệm đói bụng. À đây là dục, giờ này không phải là giờ ăn. Mày nghĩ như vậy mày phạm giới. Mày là con người tu hành chứ đâu phải là cái người phàm phu mà còn chạy theo cái dục ăn dục ngủ. Còn giữ mắng nó hơi. Do đó con xả cái niệm nó đi. Bây giờ ngồi đây mà hơi buồn ngủ. Còn nếu mày không có được ngủ, giờ này không phải là ngủ khi thời được. Một người tu giờ ngủ hay giờ ngủ, giờ thức hay giờ thức. Không có được ngủ, không được con cầm nữa. Thì con tác ý như vậy rồi con ngồi con xem con nó có không. Nếu nó còn thấy nó lười lười nó ngủ, còn đứng dậy đi
con đi trên mặt, con đi trên mặt cứ 10 bước con ngồi xuống hít thở, 5 hơi thở, 10 bước hít thở thì cái bệnh ho chằn của con cũng sẽ đi mất. Con hiểu chưa? Đi nhanh là đi chậm rồi. À, nó sẽ con đi chừng khoảng từ đây tới đó, đó khoảng chừng 3 phút rồi thì nó không còn một bóng dáng nào cái ho chằn hiện như con đi mất. À, nghĩa là con cố gắng tập 3 phút, khi mà nó nhanh thì con chỉ thấy ý đi chừng 2 lần như vậy thì nó cũng đáng hết. Còn nó chậm á thì nó ít ra thì nó chừng 3 phút hay 2 phút nó cũng hết. Còn cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, anh ngủ không được, anh tức mình anh chạy cũng đỏ. Nên vì vậy mà cố gắng tập. Nhớ cái pháp đó chưa? À, nhớ. Con có phải nhị trong hôn trầm rồi tu nhiếp thân à? Không, cứ tập cái này đầu tiên con tập cho nó quen thường với cái pháp này đi. À, rồi sau đó thì giải cái thích nhiếp thân vậy. À, con tập kỹ lưỡng như vậy sau đó nhiếp thân ăn cái nước gì vậy? Mình đã xả những cái phần thô nó rồi, còn quý thầy đấy nên tập nhiếp thân ăn trú là trải qua những cái pháp niệm rồi. Con tập cái kỹ lưỡng thì trong lúc này thì nó nhanh lắm, không có. Và đồng thời thì cứ dạy con cách thức giúp con ăn trú. Nhưng mà bây giờ con tập như những lời thầy dạy để mà rèn luyện cái nghị lực của mình, như tập cái pháp mà phá cái hôn trầm thiền nguyên đó, là cái pháp rèn luyện năm hôn thở âm lượng, năm hôn thở với 10 bước đi, tập cái đó cho thường. Và đồng thời tập thả tâm để từng đó thì xem coi thử cái tâm của con nó có thể ở trên tứ niệm xứ mà khỏi nhiếp thân ăn trú như hơi thở như cái đó. Con hiểu không? Tùy theo cái đặc tố mà nó ở trên tứ chính cần nhân ác dược ác không thiện tâm cũng thiện, chỉ có một câu tác ý tâm bất động tâm thanh nhàn vô thường, ngồi đó quán xét. Bây giờ con tập cho nó là định vô lậu, để cho nó là vật không có, mà từ cái chỗ lậu vật tứ cái chính cần mình sẽ đi vô tứ niệm xứ, nó khỏi qua cái trạng thái nhiếp thân ăn trú. Cái nào mà thầy thấy thầy dạy với con được thì thầy dạy, còn cái pháp mà rèn luyện nghị lực nó tập nhiếp tâm và an trú đó, cách thức đó sau này nó trở thành cái pháp nhiếp tâm an trú. Còn cái pháp mà ngồi mà quán giữ tâm bất động, mình quán từng cái niệm của nó để xả, nó là tứ chánh cần, nó cũng đi vào tứ niệm xứ cái ngõ bên đây, ngõ tứ chánh cần đến tứ niệm xứ. Còn cái ngõ nhiếp tâm và an trú này nó đi cái ngõ này, nó có tới tứ niệm xứ, nó qua tứ niệm xứ. Cái cửa cổng tứ niệm xứ là nó đón cả hai cái pháp này vào, đón về hai vào, cho nên mình vào tứ niệm xứ rồi mình nhập tứ thánh định nó được. Vậy cái thời gian con tu mà đi 10 bước là trong 4 thời luôn. À, coi như là 4 thời cũng tư cái pháp mã đó với cái pháp y kinh hình. Dạ, ngồi thời gian ra là ngồi chơi. Ngồi chơi đó, ngồi chơi mã đó. Dạ. Ví dụ như giờ con tu 1 giờ, 7 giờ, tu tới con tu tới 10 giờ thế ha, 3 tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu con tu từ 7 giờ đến 8 giờ, thì con tu có 30 phút đi kinh hành thôi. Dạ. À, đi kinh hành rèn luyện nghị lực. Còn 30 phút ngồi chơi cả. Yeah. À, rồi bắt đầu bây giờ con xả rồi, bắt đầu tới giờ thứ 8 cái gì? 8 giờ, bắt đầu con tu 30 phút trở lại pháp thân hành niệm. À, tức là đi kinh hành đó. À, rồi bắt đầu đi kinh hành rồi, con ngồi chơi xả. Thì giờ thứ 8. Thôi 8 giờ con tu tới 9 giờ gì? 9 giờ con tu tới 10 giờ con nghỉ. Nó bay không? Nó 3 tiếng rồi. Thì cái giờ thứ 9 thì con sẽ tu nửa phút bằng đi kinh hành. Rồi bằng 30 phút thôi, 30 phút sau thì con ngồi con xả, con cứ dậy liên tục trong cái một buổi 3 tiếng đồng hồ thôi. Như vậy đó thì con thấy rằng đi kinh hành cũng rất nhọc nhằn, ngồi xả để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không phải là nghỉ mà nghỉ chơi thường, mà nghỉ để cho nên nó rất là rồi hoàn toàn bây giờ tới cái giờ 10 giờ nghỉ ăn cơm không tu gì nữa hết, chuẩn bị phòng ốc rửa ráy sạch sẽ, bát nĩa gì đâu nó làng hoàng, để rồi tới giờ đi thực thật thực gì ăn cơm, ăn cơm rồi nghỉ chứ con không tu, ăn cơm rồi nghỉ nghỉ cho khỏe rồi tới bắt đầu 2 giờ tu tập, đâu có giờ giấc đàng hoàng. Nhưng con nhớ chưa? Không, ví dụ tu từ 2 giờ tới 5 giờ xong rồi từ 5 giờ tới 7 giờ là ngồi chơi, ngồi chơi thả tâm. Nhớ chưa? Dạ. Về đặt cho thường dạy thêm những pháp gì cần thiết, tu tập có gì chắc, có gì rắc rối, có gì khó khăn thì sẽ hoàn thành. Cảm ơn thầy. Thưa thầy, và trước khi con trình pháp với thầy, con xin hỏi thầy cũng như sáng ngày 20 trong khi
tu tập mà cũng như giờ tu tập mà mình tự nguyện và thả giới ra và giờ đó mà mình bận việc gì đem đồ vô hoặc là có trời hay mưa cái giờ đó mình cũng như có cần phải có việc giặt cái này tranh thủ như giờ làm để mà có sau này để thay thì những cái giờ đó mình có thể thả giới. Đúng rồi, dành thời gian để mình thả ra làm công việc không đi, ví dụ trời mưa không phải cần làm gì hết, thả ra gì đó còn gì để sống rồi. Còn cái tu thì nó rèn luyện thêm, rèn luyện thêm cho cái đời sống mình nó được bình an. Thế bây giờ nói về tu, trời mưa mặt nó quần áo ướt hết rồi lấy gì ra, có nghĩa cho nên mưa nhưng mà cái mình thả cái pháp mình ra để cho mình lo lắng cái công việc đó, thay vì trời nắng thì mình phải còn lo, nhưng mà trời mưa thì phải lo cho nó trọn vẹn đầy đủ, nhưng mà cái sự mà sắp xếp của mình cho nó gọn gẽ là mưa nắng gì mình hoàn toàn giữ yên ổn, nó không còn phải đặng thân. Còn cái sắp xếp mình không có được gọn á thì khi mà mưa gió mà mình đang khơi đồ hoài thì tức là phải ra lấy đồ rồi, không thể nào mà để nó, thì nó những cái pháp nó thường xảy ra nó làm cho mình trong cái giờ tu của mình dễ bị lạm, đó là pháp bên ngoài. Ví dụ như mình đang ngồi tu như thế này, bỗng cái cây nó đè cái thất mình đi thì nó làm cho mình phải không còn cái chỗ yên ổn mà tu đạt, là do đó mình phải tìm cách mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ để cho nó yên ổn để cho mình tu, chứ không để cái thất như thế này nó méo mó hoặc nó đổ nước xuống thì sẽ không yên. Cho nên tất cả những cái này đều là thuộc về đời sống, và đời sống của mình trong cái pháp môn cũng mục đích của mình tập luyện pháp môn nó cũng là giúp cho cái đời sống của mình được bình an, chứ không có gì khác nữa không. Học đạo Phật là học để đem lại cái sự bình an cho thân tâm của chúng mình đang ở sống trong cái môi trường sống mà nó không còn các pháp ác làm đau khổ mình nữa được, chứ không phải là chúng ta rèn luyện một cách để mà chúng ta thực hiện thành thông phép tắc hoặc là cầu chúng ta thành Phật về một cõi nào cho hưởng được những phước lạc, mà chính chúng ta đem lại cái đời sống an lạc cho chúng ta hiện chúng ta đang có, hiện chúng ta đang có. Cũng như bây giờ thì làm chủ được mình, thì làm chủ được sự sống chết, cho nên cái đời sống thầy nó an lạc, nó không còn lo lắng sợ hãi. Còn mấy con chưa làm chủ cho nên nôm nớp luôn, lúc nào cũng nôm nớp sợ hãi. Hiện giờ thì đang ngồi đây mạnh khỏe, ngày mai đau ốm con không có làm chủ, không biết được. Còn thầy á, ngày nay ngồi đây chứ ngày mai biết mình có tai nạn có gì xảy ra, nó biết trước hết, nó biết hết, nó nhân quả mang cái thân này là nó biết trước hết, nó biết ngày mai này có chuyện gì nó biết, vì vậy mà nó không còn lo lắng gì nữa. Còn mấy con bây giờ nói không lo nhưng mà nó đến thì nó không lo, tại vì nó không biết. Còn thầy biết ngày mai này có chuyện nó xảy ra, mà chuyện đó xảy ra phải giải quyết như vậy để nó chuyển cái nhân quả, còn giải quyết như thế này thì cái nhân quả nó tăng lên, nó biết rõ. Cho nên một người tu chứng là một người rất an ổn, nó không còn lo về tương lai cái gì có thể thành đình xảy ra ngẫu nhiên. Còn mấy con thì tương lai nó mờ mịt, không biết như thế nào. Thì vậy mà cái thân này vị lai hiện tại thì thấy nó bình an, nhưng mà tương lai không biết cái ngày nào nó bệnh thì không biết. Cho nên khi nó bệnh thì hay thôi. Cho nên cái người tu mà đem lại cái đời sống của họ rất là an ổn, họ không còn lo lắng sợ hãi cái gì hết. Dù là ở trong tương lai của họ, sắp sửa ngày mai, ngày mốt, một năm, hai năm, họ đều thấy biết được cái sự việc xảy ra cho họ trong tương lai. Còn mấy con đang, cho nên vì vậy mấy con hãy tu tập như thầy thì mấy con sẽ có một cái trí tuệ hiểu biết về tương lai của mình ngày mai như thế nào, ai làm gì mình, ai hại mình như thế nào làm gì mình hiểu biết trước hết. Tại vì cái trí của mình nó không còn cái không gian nữa, nó không còn cái thời gian nữa, cho nên nó hiểu như vậy chứ nó không phải hay ho gì hết. Còn cái trí của con, cái ý thức của mấy con hiểu biết bây giờ nó hạn cuộc ở trong cái thời gian hiện tại, thì mấy con làm ác mình cũng chưa biết. Còn tương lai thì sẽ xảy đến cho mấy con những gì mấy con không hay. Còn quá khứ thì hoàn toàn hồi ức lại thì ê chề đau khổ, chứ chưa có cái gì mà gọi là hạnh phúc. Cho nên trong cái sự kiện mà xảy ra
trong sự tu tập cũng như trong cái sự mà trời mưa mà con vừa đưa cái ý kiến nào hay á, thì phải làm công việc thì có thể nó mắc kẹt vào trong những cái pháp tu mình đang tu thì mình bỏ, hay hoặc là mình phải chuẩn bị cho mình đang tu bỏ, hay hoặc chuẩn bị dọn dẹp cho nó có ngăn nắp nó đỡ, thì chuyện đó là cái chuyện đời sống rồi. Tu cũng là phục vụ cho đời sống, mà sửa sang cách thức sống của mình, quần áo giặt về tắm rửa cũng là phục vụ cho cái đời sống của mình. Thầy muốn nói như vậy để con biết rằng cái sự tu tập của chúng ta cũng là đem lại cái sự an ổn cho cái đời sống. Thì cái chuyện lặt vặt của mấy con cũng là như tắm giặt quần áo từ mưa từ gió mình đem lại, cũng là phục lại phục vụ cái đời sống bình an của chúng ta thôi. Thì như vậy thôi chứ không có gì đâu mà tập cản trở. Mà nói giờ này tu phải kể ướt quần áo, kể tu mà đi ra thì như vậy mình bỏ về tu cũng không được. Thì chuyện đó không phải, nên hiểu vậy, hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm cố chấp, cố chấp thì quần áo ướt rồi lát nữa đổ xuống ba y áo này cũng ướt luôn, thì chắc nước còn nước ở chuồng không có gì hết. Khổ sở, hiểu không? Còn hỏi thêm thầy gì nữa không? Xin hỏi thêm thầy là cái việc như khi giác thường bây giờ chưa có nhờ con là thấy con hộ tiêu, cho nên con có thấy con hộ tiêu như vậy, cái việc khi con làm như vậy có đúng không? À được, không sao hết, mình giúp đỡ cho cái người nhập khác để cho họ khỏi đi ra để đại tâm. Con cứ đúng giờ đi thất thực thì con sẽ thất thực luôn cho sư, và đồng thời con chẳng nói gì hết, con thất thực rồi con đem cái mâm thực phẩm cơm này kia cho sư để ngay tại thất sư thôi. Mà con giúp đỡ sư cũng được, không có gì đâu. Đó là cái hạnh bố thí công của mình giúp sư, không có gì tốt, không có gì. Nhưng mà đừng nói chuyện gì hết, để cho sư yên tâm sư tu tập nhất tâm và an trú, sư hoàn toàn sư đạt được để đi vào thứ một thứ cho trọn vẹn. Còn gì nữa không? Con hỏi với thiên thầy là về cái việc từ cái tự ngủ mà không có mùng như vậy, thì theo như con mấy hôm nay thì trời mưa, mấy đợt hôm trước thì không có, thì con về mấy hôm trước thì con cũng có để ngủ một mình, nhưng mà cũng có nhiều mũi tiếp, bây giờ cũng bớt rồi. Nhưng mà con thấy trời mưa xuống thì mũi này tiếp sau này thấy ngứa hơn mấy đợt trước. Thì cái sự ngứa vậy trong cái việc mình tu tập mà nó có sự cảm thọ như vậy thì nó cũng nằm ổ mình. Nhưng con thấy là cái hình như là cái giai đoạn này mình cần để phòng hộ như thế nào? Đúng là cái mùng là cái phòng hộ. Mấy con có đủ cái từ trường thiện mấy con phủ ra đâu mà mũi nó cắn mấy con, phải không? Cho nên vì vậy mà lúc này mấy con đang tu nhiếp tâm và an trú, mà an trú chưa được mà để mũi cắn là sao an trú? Cắn ngứa hoài là sao an trú? Mấy con điên đó chứ ở đó. Người ta phải phòng hộ. Mà con nghe Đức Phật dạy mình á, thì cái pháp để mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, thì trong khi phòng hộ thân ý, cái thân của con không phòng hộ, con không văn mồm, con để mũi cắn con. Thì như vậy mình có phòng hộ, mình không phòng hộ thì để cảm thọ, mà để cảm thọ cho thân thì con làm sao ăn trú được, con hiểu chưa? Cho nên trong cái giai đoạn này đâu phải là cái giai đoạn mà bỏ mùng. Chừng nào mà thầy thấy từ trường của mấy con mà phóng sức ra cũng như là bụi cát bay cùng á, thì nó thôi được rồi, kiểu này là mũi nó đuôi mắt hết nó không vô cắn thì thầy cho không mùng. Còn giờ từ trường của con có thành bụi thành cát ở đâu, hoặc là thành khói bay đâu? Các con nhìn đi, bây giờ từ trường mấy con có thành khói bay qua này đâu, phải không? Là do đó thì làm sao mà bảo là mũi không cắn? Chứ sự thật ra ở trên rừng người ta ngủ sao không có mùng, ta đốt củi thành ra nó khói này kia, mũi đâu có tới. Còn con bây giờ có mùng mà không dăng mùng ngủ phải khỏe sao, có phải không? Điên gì bắt chước mấy cái ông trưởng lão mà người ta sắp chữa chứng đạo mà chưa chứng đạo mà muốn chứng đạo đúng không được, phải không? Giờ bỏ mùng đi ngủ, trời ơi mũi nó thui đêm sáng ra, mai mốt có mũi đoạn sóc nào không cắn, bắt đầu tôi mất sốt lạnh đây chắc chết luôn á. Lúc bây giờ mà thuốc mà không có trị bệnh sốt rét là tiêu á, không phải đâu rồi. Bây giờ về văn mùng ngủ đàng hoàng, đừng bắt chước cái giấc thường. Thấy người ta không văn mùng cho về mình cũng mất chước rồi. Thì kiểu đó muốn tiêu đời á. Cho nên vì vậy á, thấy cái người mà người ta tu tập, cái khác là người ta ở trên cái căn bản của cái pháp đó rồi, mình bắt chước không có được đâu.
cái đời sống của người ta khác cái đời sống của mình. Cho nên mấy con già tứ niệm xứ không con sống như thế này đâu. Nó khác thế rồi mấy con. Bởi vì cái cấp bậc tu nó có cái giai đoạn của cái pháp đó phải thực hiện như thế nào, chứ không phải thực hiện như cái pháp chung chung được. Thấy không? Con nhớ đừng có bắt chứng sư giác thường. Sư giác thường da sư dày lắm, mũi cắn được chứ con nó mỏng nó cắn lủng hết. Đến bây giờ thôi về dân mộng ngủ đàng hoàng đi, chỉ có nhất sư giác thường đem cơm thôi. Thì rình rình thấy sư coi bộ hôm nay nhập định được, mình cũng bắt chứng mình nhập định, không có vô đâu. Đừng có bắt chước ai hết, là mình lo tu cái pháp của mình đi. Yeah. Nỗ lực tu cho mình có căn bản. Yeah. Mà bây giờ con chương trình để pháp tu về cái như lý có ý, trước con có trình để thầy là thì mong tin như vậy, thì con đã dùng pháp và đã có ý đã hết, nhưng mà còn đến cái còn đến thôi con, thầy cần khỏi rồi. Nhưng mà bây giờ còn cái giai đoạn mà tới chu kỳ nó ra như mà thầy nói, chứ nó không có là bị mộng à, để được rồi. Bởi vì đó là cái bản thân của mình, cái bản thân của mình nó phải vậy thôi, thì cái đó là cái bình thường thôi. Chừng nào mà con tu tới cái thân thanh tịnh thì không còn, nhưng bây giờ nó chưa thanh tịnh mà bảo nó không còn nữa là chắc con làm Phật sớm rồi. Nghĩa là phải muốn cho cái thân mình thanh tịnh không còn xuất sinh nữa, thì người đó thân phải thanh tịnh rồi. À. Mà thân thanh tịnh hoàn toàn thì mấy con phải thanh của vui lạc. Bây giờ tâm mình còn lậu hoặc thì không thể được. Mình chỉ cần dùng cái pháp để cho đừng có mộng tin, đừng có nghi tin thôi. Chứ còn hoàn toàn là cái chu kỳ của cái thân thì hiện giờ nó vẫn còn tương tự như vậy. Nhưng mà thật sự ra mà người tu thanh tịnh, thanh tâm rồi thì không còn đó. Cho nên nói bậc A-la-hán còn thuyết tin là mấy người nói dấu. Nó không thật, mấy người đã không biết. Về tu tập, nhiếp tâm an trú. Mà con ăn trú được thì nó cũng nó sẽ cái chu kỳ nó sẽ mất. Tại nó bảo gì tiền cho nên nó thanh tịnh rồi đó. Đó là cái chỗ mà nó vô lậu. Con thấy nó không còn niệm đâu, mà không còn tiền nhiên thì nó là vô lậu. Nó vô lậu mà nó chỉ còn ở trong cái thời gian 30 phút. Con nhiếp tâm ăn trú chưa được thì nó còn lậu. Thì vấn đề thân con nó chưa thanh tịnh. Mà khi mình nhiếp tâm ăn trú được 6 tiếng đồng hồ là không còn xuất tinh. Nó gọi là vô lậu. Nó quả A-la-hán ở tại chỗ đó. Cái thân vô lậu. Vậy là cũng như lý tâm ý về tu tập. Mình rồi. Cho đến khi nào mà cái tới tu kỳ nó cũng khỏi luôn. Nó khỏi luôn, nó qua luôn, nó không còn quá nữa. Bởi vì thân tâm nó thanh tịnh. Vì vậy nó mới có đủ cái năng lực, sau này mới luyện đủ cái năng lực. Chứ một người mà còn xuất tinh là không bao giờ luyện năng lực nữa. Nó không có năng lực nữa. Coi, bởi vì cơ thể của chúng ta là một cái bộ máy. Cái bộ máy rèn luyện cái lực của nó ra. À, cho nên vì vậy mà có người mà hỏi thầy đó, một cái người mà tu tập có tứ thần túc rồi đó, khi họ vào niết bàn tứ thần túc họ có mất không? Mà tứ thần túc nó do cái ý thức của họ, do cái sự tập luyện của pháp như lý tác ý mà nó có tứ thần túc. Vậy thì cái thân chúng ta hoại diệt rồi tứ thần túc nó phải theo chứ nó mất đó. Không mất, tứ thần túc không mất nữa. Nó ở trong cái trạng thái bất động tâm trạng của nó có tứ thần túc của nó. Nó không muốn ra chứ nó ra nó cũng dễ dàng, bởi vì nó tứ thần túc, dùng ý túc mà. Cho nên một cái người chết đi, mấy con thấy cái nghiệp nhân quả họ có mất không? Nó không mất. Mà cái nghiệp giải thoát của chúng ta là do tứ thần túc chứ gì nữa. Tâm vô lậu, cái lực vô lậu. Cho nên có người nói, hỏi từ cái chỗ cái thân của chúng ta làm ra cái điều đó, mà tại sao cái thân chúng ta mất rồi mà cái điều đó còn? Thì thử hỏi cái thân của chúng ta là làm cái việc ác này kia, nó tạo ra cái nghiệp, cái thói quen gọi là nghiệp, cái thói quen của ác pháp, nó thành cái nghiệp. Vậy thì cái nghiệp chúng như bây giờ thầy làm cái chuyện giết hại chúng sanh, thì cái nghiệp mà thọ cái cơn đau, cái bệnh đau làm sao tránh khỏi? Mà cái nghiệp mà để làm thân chúng sanh nó cũng đâu có thoát khỏi. Chứ đâu phải thầy giết rồi bây giờ thầy chết thì nó mất luôn thì cái nghiệp đâu có, nó đâu có sanh làm chúng sanh, nó đâu có sanh làm con người nữa, có phải không mấy con? Thấy cái nghiệp lực nó còn, do hàng ngày mình huân cái đó nó thành cái tham sân si của chúng ta, cái dục của chúng ta, phải không? Mà cái tham sân si nó thành cái nghiệp. Chứ có tham sân si khi thân nó chết là cái thân này nó mất cái tham sân si này rồi, nhưng cái nghiệp do cái tham sân si mà tạo ra cái nghiệp đó, mà tạo ra cái nghiệp đó thì nó cộng với cái từ trường của nó mới tiếp tục nó tương ưng, nó tái sanh thì cái nghiệp đó là do cái tham sân si, cho nên nó sanh ra nó tham sân si nữa, chứ không phải từ cái tham sân si của thân này mang qua, mà do cái nghiệp nó tạo. Còn cái nghiệp lực, cái tham sân si của cái thân này nó tạo ra thành cái nghiệp lực nó tiếp tục nó đi tái sanh, chứ nó không có linh hồn.
Còn, bởi vì cái nghiệp đó nó do cái tham sân si mà nó thành cái nghiệp, cho nên cái nghiệp đó nó tương ưng với cái tham sân si của kẻ khác nó mới làm khổ. Còn bây giờ chúng ta lại tạo thành một cái nghiệp không tham sân si, tức là cái nghiệp vô lậu. Mà cái nghiệp vô lậu nó thành cái lực, thì thầy nói cái nghiệp mà tham sân si nó cũng thành cái lực của tham, cái lực của si. Cái lực của tham nó thấy mấy con này, bây giờ thầy nói ở đây chúng ta là toàn là nam, thì mấy con thấy cái lực của cái người khác phái á, nó làm cho chúng ta sinh cái sắc dục rất là mạnh. Chừng đó chúng ta có quán bất tịnh đi nữa, nó thấy không bất tịnh đâu, nó mạnh lắm chứ nó không phải thường. Đó là cái lực nghiệp mà, nó đâu có phải thường. Còn bây giờ tại sao cái lực của sân của nó mấy con thấy rất mạnh? Người ta vừa nói cái chuyện tức đối mình không làm chuyện đó mà họ nói, hoặc họ nói cái chửi mắng mình thì mình tức giận liền vậy. Thì mấy con thấy cái đó là cái lực của nghiệp, nó có cái lực chứ đâu phải là không lực. Không lực sao nó nhanh quá vậy, không hiểu chưa? Đó, cho nên bây giờ mình luyện được cái tứ thần túc, có nghĩa là cái lực vô tham sân si, cái lực vô lậu. Cho nên cái thân này mất nhưng cái lực còn, cho nên cái thân này mất nhưng nghiệp lực của nhân quả còn. Các con hiểu chưa? Cho nên vừa rồi á, tại vì thầy Từ Quang ở bên Mỹ á, thầy viết một bức thơ nó trên mạng, thầy gửi qua hỏi thầy. Theo con nghĩ á, thì có người hỏi con á, do cái ý thức của chúng ta là cái vật chất, rồi bây giờ nó rèn luyện ra cái lực tứ thần túc, thì nó do cái chỗ này nó sinh ra. Khi nó còn á thì nó còn cái lực, mà khi nó chết rồi thì nó không còn lực. Như chúng ta còn một cái cánh tay, cơ bắp của chúng ta, thì chúng ta đánh thì nó có cái lực làm cho người khác đau. Mà khi cái tay chúng ta chết rồi á, thì cái cơ này nó đã hoại diệt rồi, thì nó còn cái lực mà đánh người ta được không? Đó, con nó đem một cái ví dụ nó hỏi như vậy, thầy mới trả lời cho thấy rằng cái lực của tham sân si á, để chứng tỏ rằng cái lực của tứ thần túc á, nó cái lực của tinh thần, của tinh thần chứ không phải lực của vật chất. Nhưng mà từ cái vật chất, cái hữu, từ các pháp mà nó hữu hình á, từ đó nó rèn luyện ra cái lực tinh thần. Các con hiểu chưa? Cho nên cái lực tinh thần nó không bị mất. Còn cái lực mà của cơ bắp của chúng ta đó, nó rèn luyện có đến cái mức cứu người ta một cái cho người ta bể cái đầu người ta chết thôi, chứ nó không đi tới cao hơn. Bởi vì nó không thể dùng cái lực của nó mà nó đập cái sức lực của một cái cung trăng hoặc là một cái hành tinh khác, nó đập một cái cho rơi được. Còn bây giờ nó đập cái đầu của chúng ta thì nó bể đó, nhưng mà nó đập bể cái hành tinh á thì nó không có đập được. Có mấy ông võ công nào mà đập bể cái hành tinh nào không? Mà nó rèn luyện cánh tay của nó chọt mình một cái vậy lủng liền tức khắc, có phải không? Cái lực của cơ nó cứng vậy, nhưng mà nó đối xử cái lực đó của cơ, nó đối xử nó chưa rèn luyện cái lực của cơ nó đến cái mức độ mà nó đập được cái hành tinh ở trên không gian. Còn cái lực của tứ thần túc, mấy con biết cái không gian như vậy nó nhìn suốt, nó không có bị cản trở, có phải cái lực không? Có thấy không? Còn cái ông này dùng cái lực có đập được cái sao mai cho nó rớt xuống đây thầy xem coi không? Đâu có. Đập cái cây kia mà giỏi lắm là nó gãy đó là phước đó, chứ không cái tay cũng gãy luôn chứ đừng nói chuyện đó. Thì mấy con thấy cái cơ của mấy con luyện nó đến cái mức độ đó thôi, nhưng mà cái đầu óc của chúng ta nó luyện đến cái lực nội lực của nó, cái lực tinh thần của nó đến cái mức độ tứ thần túc mà Đức Phật gọi là tứ thần túc. Cho nên khi mà nó luyện rồi nó trở thành một cái nghiệp lực của vô lậu. Còn bên kia chúng ta thấy hàng ngày chúng ta do chúng ta tự động của nó chạy theo cái lòng dục của nó mà nó luyện ra cái nghiệp lực của nó thành ra một cái khối lực của nó cũng rất mạnh, mà chúng ta chết rồi thì nó không mất. Nó nếu mà nó mất thì nó đâu còn tái sanh luân hồi. Chúng ta cứ nghĩ tưởng là trong thân chúng ta có linh hồn, còn cái nghiệp đó nó đi đâu? Rồi cái linh hồn nó mang cái nghiệp nó qua bên kia, nó đầu thai sao? Nó đó là sai, không đúng, cái tiết đó nó sai rồi. À, cho nên vì vậy á, mình đã thấy rõ bên này á, do cái nghiệp lực của tham sân si, còn bên này á, do cái lực vô tham sân si. Chúng ta tu á, là chúng ta trở thành một cái người không tham sân si, mà không có đủ cái lực á, thì tham sân si vẫn còn. Cho nên chúng ta phải trải ở trên tứ niệm xứ cho đến khi mà chúng ta luyện được thất giác chi. Bởi vì trên tứ niệm xứ mà kéo dài thời gian dài thì từ cái giác chi này nó hiện ra.
hiện ra đủ bảy cái năng lực giác chi. Bảy năng lực giác chi thì chúng ta có đủ tứ thần túc. Cho nên ở trên trạng thái tứ niệm xứ này, chúng ta mới dùng cái ý thức của chúng ta mình luyện tứ thần túc cho nó nhanh. Còn mấy con phải kéo dài 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì nó mới đủ cái tứ thần túc của nó, thì phải lâu. Theo hiểu chưa? Nó cũng ở trong cái trạng thái bất động tăng của mấy con. Bây giờ mấy con có rồi đó, nhưng mà nó phải chưa tứ thần túc được. Là tại vì cái lực của nó phải có cái thời gian dài nó mới đủ lực. Các con hiểu rõ ràng mà thầy dạy cái pháp của Phật, cái đường đi nó rõ, thật rõ, nó như cái bản đồ. Mà cái đường đây về thành phố sao thì đi như vậy là nó không bao giờ khác. Cách thức của thầy dạy Phật pháp nó rõ lắm mấy con. Chỉ có mấy con tu cũng được thôi, chứ còn thiệt ra thì nó rõ ràng lắm. Đi tới cái pháp nào, cái chặng đường đó nó rèn luyện cái gì nó cụ thể. Cho đến khi mấy con làm chủ được sự sống chết mấy con thôi. Mà nói về mà thành thân thì không, cái chuyện đó không có cần nói. Mà cái chuyện mà chúng ta cần ở đây là cái mục đích của đạo Phật ra đời là đem lại cái sự bình an cho con người, mà không còn sợ hãi trước cái gì hết. Mọi việc gì chúng ta cũng biết hết, chúng ta thấu suốt hết. Về tương lai thì chúng ta rõ ràng, ngồi đây mà vũ trụ chỗ nào chúng ta cũng biết, mà chúng ta không làm cái việc đó. Cho nên vừa rồi thì trong cái cuộc đại hội Phật giáo, người ta nói như thế này, người ta đưa ra rằng cái khoa học với Phật giáo nó không xung đột, chứ không phải Phật giáo là khoa học. Họ nói như vậy đó, cái lý luận của người ta nói vậy thì nghe ra nó đúng chứ sao. Bởi vì Phật giáo nó thật sự ra những cái phương pháp, những cách thức tu học của nó rất khoa học. Nhưng mà các nhà khoa học thì họ bảo rằng các cái Phật giáo khác thì người ta cho rằng Phật giáo nó không phải là khoa học, mà nó không xung đột với khoa học, nó hợp với khoa học, nó lý luận, nó logic, nó cụ thể, nhưng mà nó không phải khoa học. Cái ý của họ đúng, nhưng mà thật sự đạo Phật là cái người mà chỉ đạo cho khoa học, chứ không phải xung đột, không phải là không khoa học. Tại sao ly nước đầu tiên mà Đức Phật chứng đạo rồi, Đức Phật nhìn trong ly nước này là bảo rằng ly nước này có vô lượng trơn. Thì bây giờ khoa học mới khám ra trong nước nó có như vậy, vậy khoa học đi sau Đức Phật. Vậy thì các nhà khoa học muốn làm một cái gì, muốn phát minh một cái gì thì đến tìm một cái người tu chứng hỏi họ hướng dẫn cho. Bây giờ ông làm cái đó là lợi ích gì cho chúng sanh nè, lợi ích gì của con người nè. Ông đang nghiên cứu về cái vật lý, cái phương pháp đó để làm lợi ích cho con người hay là hại cho con người nè. Hỏi nhà khoa học chỉ ông bây giờ ông phải kết hợp vật gì nè, ông sẽ làm thành một cái ra cái vật đó. Họ không hiểu, bởi vì cái người tu sĩ mà chứng đạo họ là cái nhà khoa học thật sự, họ biết kết hợp các cái duyên lại để tạo thành cái gì lợi ích cho chúng sanh. Vì vật chất bây giờ muốn làm một cái máy gì, họ bảo ông là phải làm như vậy, viết công thức như vậy 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 đó, thì ông đưa vô cái lò mà sản xuất ra vậy, nó thành ra cái máy đó, chứ đâu có cần. Thật sự ra thầy nói một Đức Phật là một nhà khoa học, là một nhà dạy khoa học. Tại vì mấy ông không hỏi Đức Phật, con mắt của Đức Phật đã nhìn suốt như vậy rồi, thấy một cái ly nước nó vô trùng như vậy rồi, vô lượng trùng như vậy rồi, thì thử hỏi bây giờ ở trong không gian này cái chất gì, trong không khí này chất gì, trong nước này chất gì, cái gì, hỏi Đức Phật, Đức Phật sẽ chỉ mấy ông lấy cái chất đó hợp với đó nó sẽ thành ra cái gì. Nhà khoa học hỏi người ta, ta chỉ. Còn mấy ông nghiên cứu rốt cuộc rồi cả năm trời tốn hao bao nhiêu trật lách rồi, nó không đúng cái gì hết à, thì phải bỏ nghiên cứu lại, nghiên cứu cho đến khi mà nó thành ra cái bây giờ phát minh ra cái này được rồi, nó lợi ích rồi, thì rõ ràng là cái nhà khoa học như mò bằng cái tưởng của mình. Còn Đức Phật dùng bằng cái trí tuệ qua, nó không phải ý thức nữa, mình nhìn xuống không gian mà lấy cái vật đó, thì đó là nhà khoa học. Cho nên trong cái cuộc họp mà Phật giáo thế giới hôm nay họ nói như vậy, thật sự là họ chưa có biết cái gì về Phật giáo hết. Mà tiếc vậy, trong khi đó thầy thì anh ngữ quá dở, có một người nào anh ngữ giỏi trả lời giùm thầy cái này đi cho họ biết, chứ đừng có nói là Phật là không xung đột, không xung đột với khoa học mà thôi. Bởi vì họ thật sự ra họ không có hiểu. Bây giờ trên thế gian này có một mình thầy hiểu như vậy thôi, còn bao nhiêu người Phật giáo họ hiểu như vậy thì rất khó cho thầy. Chứ cỡ mà mấy con tu chứng đi, tụi tôi thấy biết này nè, mấy ông muốn hỏi mà các nhà khoa học về đây hỏi tôi, thấy không? Đó là cái công việc như vậy đó mấy con. Thôi
Bây giờ đến giờ rồi, để mấy con ăn cơm chứ. Mấy con nghe thầy nói riết tới chừng 12 giờ chứ ăn cơm. Biết bao nhiêu việc mà nói. Thấy không? Nhắc khéo. Nhiều lắm. Nó rất là nhiều. Nhưng mà cái mục đích là kháng tu mà thôi mấy con. Đến đây thì ngưng lại mấy con. Để rồi chúng ta chuẩn bị dạng con 10 giờ, hơn 10 giờ rồi. Có phải không? Thôi thầy gì vậy? Chúng con đừng đau đớn thầy.